Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của Vị Trí Đấu News. Sáng hôm nay là ngày 12 tháng 5. Đây là một ngày là cũng rất là quan trọng, một ngày lễ, đó là ngày lễ Mother Day, đó là ngày lễ Hiền Mẫu. Và bất kỳ chúng ta có ai trong chúng ta, bất kỳ một cái người con nào ở trong một cái sắc tộc nào, tôn giáo nào, bất kỳ một cái khuynh hướng chính trị nào, thì những người con đều mến thương và cảm ơn người mẹ của mình, người mẹ sinh thành ra mình. Cho nên là vị chú cũng nhân cái ngày này mến chúc tất cả các người mẹ trên toàn thế giới một ngày lễ Mother Day tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình, bên những người con của mình. Trở lại với câu chuyện của Chu Quốc Huy bị đuổi khỏi nhà kênh N10 TV. Chúng ta thấy, chúng ta cùng coi lại cái clip mà mẹ của Chu Quốc Huy, tức là bà Hoàng Thị Châu, có nghĩa là bà Châu Thị Hoàng, đã khóc hết nước mắt và vẫy tay lạy khi mà người cảnh sát sheriff của quận đã đến dán các bạn và đuổi hai mẹ con của Chu Quốc Huy ra ngoài. Và bà rất là đau khổ, bà cầu xin điều đó không thể xảy ra. Bà hỏi Chu Quốc Huy là thế là mình phải dọn đồ ra nhà hả con? Chu Quốc Huy thì phân bua, không có gì sao mẹ, không có gì đâu, cái bà chủ nhà chỉ là bà đưa lại tòa gì đó để đi. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết được câu chuyện là cảnh sát sheriff đã đến và đuổi những người trong nhà ra, trong đó mẹ và Chu Quốc Huy ra khỏi nhà, và họ chỉ cho lấy những cái đồ cần thiết cũng như là thuốc men quan trọng thôi, bởi vì họ đã có trong thời gian rồi các bạn, để đi dọn đồ ra ngoài, nhưng mà mình không chịu dọn ra ngoài. Thì đến ngày đúng cái ngày mà họ đã thông báo thì họ đến, họ dọn đồ rồi, họ cấm, họ dán cái bảng và họ đổi ổ khóa đó các bạn. Mà chúng ta coi lại tất cả những cái hồ sơ của cái eviction này đó, thì vị chú sẽ add cho các bạn xem. Thì cái thông báo mà cái người chủ nhà đó, họ là trong gia đình họ Đỗ, là bên cho thuê nhà đó, họ đã thông báo trước ngày 3 tháng 8 là 3 tháng 8 cho Chu Quốc Huy và người trong gia đình, ta có mẹ của Chu Quốc Huy và những người khác, là trong cái hợp đồng ký kết thì chỉ có Chu Quốc Huy và mẹ Chu Quốc Huy là trong cái hợp đồng thuê nhà thôi, còn những người khác có thể ở thì không biết. Nhưng mà theo thông tin đó là anh của Chu Quốc Huy là Chu Quốc Tuấn ở trong cái nhà đó, thì cái người chủ nhà thông báo là phải ra khỏi nhà, nhưng mà không ra khỏi nhà thì họ ra tòa, họ xin giấy tòa, và tòa giữ giấy tờ hợp pháp là, các bạn biết không, nợ không trả tiền nhà đến bao nhiêu, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, có nghĩa là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5, bây giờ tháng 5 ta cho là tháng 5 hay chưa qua tháng 5 thì cho 4 tháng ha. 4 tháng nhân cho 2006 thì cũng gần 10.000 các bạn, trên dưới 10.000 rồi đó, kinh khủng các bạn, không trả tiền nhà các bạn, dù bất kỳ một lý do nào mình đi thuê nhà mà mình nợ cái nhà mà mình không thuê nhà, thì điều đó là cũng như mình giật nợ đó các bạn, giật nợ, và cái đó là một cho mình cái credit rất là xấu khi mà mình đi làm ăn, mình đi thuê nhà hay là mình đi ký kết hợp đồng vậy. Bây giờ những người làm ăn với Chu Quốc Huy họ đã thấy rõ ràng là Chu Quốc Huy không có credit, không có credit trong cái việc mà một cái làm ăn nhỏ là thuê nhà thôi mà không trả tiền nhà, mà trả không trả nhà đúng không bạn, 4 tháng là gần 10.000, thì người chủ nhà họ đã thông báo là đi ra khỏi nhà, và nếu không trả tiền nhà nữa thì họ đã là tòa, và tòa đã chấp nhận, và họ thấy họ quá hợp lý, không trả tiền nhà. Mà chúng ta thấy là cái nhà ở Grand Row cho cái người chủ nhà cho thuê
và năm này là 2006 là tương đối rất khá là rẻ so với mặt bằng chung các bạn. Ở vị trí đó ở thành phố Cần Thơ bây giờ một cái nhà như vậy là có thể trên dưới khoảng 3.000 các bạn, mà chúng Huy thuê được 2.600 là rất là rẻ rồi, rất khá, giá rất là tốt rồi. Tuy nhiên lại không biết ghi nhận, không biết ơn người cho thuê mà đi phản chất, gọi là bội tính để không trả tiền nhà, cho dù mình có cãi cày cãi cối, cái là mình mâu thuẫn, mình cãi lộn hay là mình không thích cái bà chủ nhà đó rồi mình không trả tiền thì đó là nó vô lý và vô đạo đức và vô cái giá trị của con người, làm cái giá trị con người của bất kỳ ai đó, nó sẽ giảm. Cái đó mà ở Mỹ gọi là cái credit, và cho thấy chú Huy là một người không có một cái credit, không một cái lời nói của mình ra không có credit, mà chuyện tối thiểu nhất mà không trả tiền nhà mà đến 4 tháng thì điều đó gọi là nó một hành vi quỵt nợ các bạn, quỵt nợ trắng trợn. Trở lại với vấn đề của ngày Mother Day đây, chúng ta thấy bà mẹ của Hoàng Thị Châu, bà mẹ của chúng Huy cũng rất là đáng thương. Ngay cái ngày trước ngày Mother Day có vài ngày thôi mà bây giờ mình phải bị mình vì vấn đề của cái thằng con trai gọi là không biết bắt hiếu của mình hay không á, gọi là mở ngoặc bắt hiếu, gọi là cái thằng con trai mắc dạy của mình á, đó một người mẹ mà đến cái ngày Mother Day không được yên thân, không được các con lo cho mình một cái chỗ ở đơn giản vậy thôi mà bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà và gọi là sống bơ vơ. Thậm chí mà chú Phi nói mà ở Mỹ mới sống cầm cầu quá còn sướng ở Việt Nam, thì chúng ta coi thử những ngày tới thì chú Phi và mẹ chú Phi có sống ở gầm cầu hay không thì chúng ta chờ xem. Tuy nhiên thì đây cũng là một ngày Mother Day và cũng thấy là chúng ta cũng thấy là dù bất kỳ gì thì cũng cảm thương cho một người mẹ mà có một đứa con bất hiếu không lo cho mẹ được. Đây là một số cái thông tin mới nhất, cập nhật thông tin mới nhất của vị chú ngày hôm nay 12 tháng 5. Một lần nữa mình chúc tất cả gia đình, các người mẹ, những người con, đây là một ngày mà chúng ta cảm ơn những người mẹ, dắt mẹ đi ăn, mua cho mẹ những món quà, đó là ngày chúng ta tri ân của người mẹ đã sinh ra mình. Một lần nữa chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.